Trấn Thành tiết lộ lý do gặp tai nạn đau đớn, tình trạng khiến cộng đồng mạng hoang mang lo lắng. Chiều ngày 19 tháng 6, Trấn Thành đã có mặt tại sự kiện họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Dù khá bận rộn về lịch trình cá nhân, nhưng Trấn Thành vẫn cố gắng thu xếp đến để ủng hộ đàn em. Được biết trước đó anh đã tham gia siêu đám cưới của ca sĩ Minh Hằng cùng chồng doanh nhân. Tuy nhiên khi xuất hiện tại buổi họp báo, Trấn Thành gây chú ý với bộ dạng cá nhắc. Đi đứng không vững và cần người dìu. Trấn Thành chia sẻ, em nhiệt rồi. Hôm qua em đu đưa quá cái em tè. Thậm chí khi sự kiện vừa kết thúc, Trấn Thành còn nhăn mặt và đòi về liền. Dù khá đau đớn nhưng Trấn Thành trông vẫn khá ổn tại buổi họp báo. Nam MC vẫn có thể tự di chuyển được, tuy nhiên vẫn cần người dìu. Nhiều khán giả đã gửi lời hỏi thăm tới tình trạng sức khỏe cũng như chân của Trấn Thành. Chia sẻ tại sự kiện, Trấn Thành hài hước, tôi rất áp lực mỗi khi đi họp báo của Trịnh Thăng Bình, là bản thân của nó bây giờ không đi, là bị chửi có bạn bè mà không giúp đỡ, mà đi về tôi chê thì thôi. Cái nét tôi mà, bây giờ mà nói đại cho vừa lòng nhau, bản thân là phải nói thật, cái nào dở là nói dở, cái nào hay thì nói hay. Bên cạnh đó một số video còn cho thấy khi Trịnh Thăng Bình ôm đàn anh, Trấn Thành nhăn mặt và tỏ vẻ đau đớn trông thấy. Có thể nam MC thực sự đã gặp sự cố về chân và đang rất đau. Tuy nhiên vì Trịnh Thăng Bình, Trấn Thành vẫn đến ủng hộ đàn em như một lời động viên chân thành. Có thể thấy mối quan hệ giữa Trấn Thành và Trịnh Thăng Bình vô cùng thân thiết. Được biết Trịnh Thăng Bình và Trấn Thành có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Cả hai luôn giúp đỡ nhau mỗi khi đối phương nhiều vạ. Theo đó Trịnh Thăng Bình cho biết bản thân anh cảm thấy may mắn mỗi khi cần lời khuyên về sự nghiệp hay cuộc sống. Trấn Thành luôn là người xuất hiện và cho anh những lời khuyên bổ ích.